chào tất cả các thành viên của Toy Station. Sau một khoảng thời gian dài làm về các chủ đề xe sưu tập khác nhau, thì mình, anh Cây Tây, có nhận ra một cái điều là ở thị trường Việt Nam nói chung và ở trong cộng đồng fan của Toy Station nói riêng, có một lượng fan cứng nhất định dành cho dòng đồ chơi Siku, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Đức. Thì mình cũng không biết là tổng cộng tất cả các bạn thích dòng đồ chơi Siku nhiều tới mức nào, nhưng mà mình biết là có, cho nên tập ngày hôm nay dành tặng cho các bạn nha. Đây, sau một vài ngày coi như là săn lùng và lục lọi khắp các cửa hàng của My Kingdom thì mình đã lùng được những em này. Thương hiệu Siku thì được nổi tiếng với lại cái phong cách làm xe mô hình là mô phỏng theo những cái xe thật ở ngoài đời. Và tất cả đều được hợp tác và mua bản quyền thiết kế. Chất liệu chính sẽ là kim loại để tạo nên cái độ sắc nét cũng như là cái độ đầm nặng tay khi mà cầm vào. Rồi cũng pha lẫn với lại những cái hạt bằng nhựa, đặc biệt là những cái bánh xe có chất liệu cao su thật nha các bạn. Đây thì cái ý tưởng ngày hôm nay đó là đã cố tình đi săn những cái mẫu xe gọi là sang xịn mịn hoặc là những siêu xe ở ngoài đời đó các bạn. Cho tập này thì đầu tiên tất nhiên là chúng ta sẽ review chi tiết về thiết kế của từng mẫu xe. Song song thì mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn biết một số những cái thông tin thú vị về những cái mẫu xe này ở ngoài đời thật. Ok, vậy đi ha, bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một mẫu này. Này. Có mã số là 1007 BMW 645i Cabrio, hoặc là ở Việt Nam chúng ta hay gọi là BMW phiên bản mui trần nha các bạn, convertible. Rồi xem nào, chúng ta có một mẫu xe tông xanh, xanh này mình gọi là xanh gì nhỉ? Kiểu xanh ngọc pastel phải không ta? Tóm lại là xanh đó. Đầu tiên thì ở ngay trước mui xe các bạn sẽ thấy có một cái logo của BMW nhỏ xíu ở đây. Nhưng mà nếu ở ngoài zoom thật là sát vào, các bạn sẽ thấy là cái logo nó rất là chi tiết ha. Không có thiếu một cái chữ nào hết. Cố gắng zoom sát cho các bạn xem cái logo nó chi tiết cỡ nào nè. Đó, nó có đầy đủ ba chữ luôn, BMW hoặc là BMW. Ở đằng trước là cái chi tiết hai cái hốc gió signature của hãng này. Phần đèn trước là hai cái chi tiết tách rời nha các bạn. Có vẻ như là nó trong suốt xong rồi được phủ lên một cái lớp bạc metallic. Cái phần nhỏ xíu ngay trước này nè, như là nó vẫn để trong suốt. Giống như là nó tạo ra một cái cảm giác giống như là cái đèn thật ấy. Đó, rồi những cái chi tiết bumper ở đằng trước nè ha. Đây là dọc thân xe. Màu sơn rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất là chất lượng. Phần đuôi xe cũng có cái logo, rồi ký hiệu mẫu xe. Rồi thêm một cái ống xả đôi ở hai bên. Phần kính chắn gió là làm bằng nhựa trong suốt, chúng ta có thể thấy được cái chi tiết bên trong. Hai bên thì không có phần kính, bởi vì đây là mẫu mui trần, chúng ta có thể tương tác được với lại cái mui trên này các bạn. À, mình có thể gỡ ra nếu như muốn. Và các bạn có thể thấy là những cái nội thất chi tiết bên trong rất là ok ha. Có vô lăng nè, cần gạt số, rồi cả một cái dàn dashboard ở đằng trước. Phần nội thất bốn cái ghế ngồi nữa. Tuyệt vời. Thì các bạn có thể trưng theo ý thích, một là để như vậy luôn, mui trần, hai là mình đậy lại cũng được. Ở phần bốn bánh xe cũng là highlight chất lượng về những cái mẫu xe của Siku. Và các bạn có thể thấy là chúng ta có những cái chi tiết mâm xe này nọ rất là ok nhá. Mô phỏng theo đúng cái mâm của cái mẫu này ở ngoài đời luôn. Đặc biệt là cái vỏ bánh xe, nó bằng cao su thật các bạn. Không biết là có gỡ được hay không để mình coi. Được nha, xác nhận là được. Đây. Ok chưa? Rồi các bạn xem nè, bánh xe tí hon nhưng mà để có đầy đủ những chi tiết gai bánh xe rồi này nọ. Và thật sự là bốn cái bánh xe này nó bám đường nha. Đây, để mình gắn lại. Ok, chạy về mặt phẳng các bạn có thể thấy nè. Đó, nó có một cái bộ bám đường đàng hoàng. Không có dễ bị trượt qua hai bên. Đó, vậy. Cái chất liệu của bánh xe này nó tùy vào cái mục đích của hãng muốn nhắm tới. Có một số những cái hãng thì họ sẽ ưu tiên cái việc là xe, cái mô hình đồ chơi của họ có thể chạy được ở trên những cái đường track, hoặc là giúp cho các bạn lúc mà mình đẩy cái xe này chạy xa nhất có thể kiểu vậy. Thì thường là những cái bánh xe nó sẽ láng và nó làm bằng nhựa cứng luôn. Còn cụ thể với Siku thì họ muốn cho cái mẫu xe nó thật nhất có thể, đẹp nhất có thể, cho nên là họ đã quyết định làm bánh xe bằng cao su thật. Và tất nhiên thì cái việc mà làm ra những cái bánh xe này nó sẽ khó khăn và nó tốn kém hơn nhiều. Về chức năng chạy thì các bạn có thể thấy là đây ha, chạy rất là đầm và thẳng, những cái bánh nó không có bị méo mó và nó bị lệch qua các bạn. Đấy. Rồi và cuối cùng thì khi lật cái gầm xe lên, các bạn cũng sẽ kiếm thấy được một số những cái thông tin khá là hữu ích về cái mẫu xe. Trước tiên thì ở đây có tên xe, rồi số hiệu xe. Ở đây chúng ta có chữ BMW 645i Cabrio là cái tên xe luôn ha. Ở đây chúng ta có chữ License by BMW, tức là được cấp bản quyền bởi chính hãng luôn. Đây là địa chỉ gốc của hãng. Và thú vị hơn nữa dành cho những bạn nào thực sự là đam mê thì ở đây nó có một số những cái thông tin về kỹ thuật. Ví dụ như là 333 PS, rồi 245 kW. Mấy cái này thật ra thì mình đọc mình cũng không hiểu mấy, nhưng mà mình hiểu cái này nè. Đây, 250 km/h, tốc độ tối đa mà cái xe này có thể chạy được nha các bạn. Còn ở đây chúng ta sẽ thấy được cái mã code của từng mẫu xe và cũng như là cái nơi xuất xứ. Ok, xem tới đây thì một lần nữa cũng có thể là rất là nhiều bạn, mặc dù mình đã chạy giải thích rất là nhiều lần rồi, nhưng mà sẽ lại nghĩ là ủa sao anh nói đây là một hãng của Đức mà tại sao Mentena ở đây? Siku là một thương hiệu mẹ, thương hiệu gốc của Đức.
đã đặt hàng gia công và sản xuất tất cả những cái sản phẩm của họ tại China. Nhưng mà tất cả mọi thứ về chất lượng cũng như là cái độ hoàn thiện phải tuân theo cái tiêu chuẩn của hãng mẹ. Cũng giống như là bây giờ một số những cái hãng rất là nổi tiếng trên thế giới về đồ chơi, họ đã bắt đầu họ đặt hàng gia công tại Việt Nam của chúng ta nha các bạn. Đấy, thì đó cũng là lý do mà dần dần các bạn sẽ thấy hiện nay á có rất là nhiều những cái dòng đồ chơi nổi tiếng ở thế giới, của Mỹ hoặc là của Nhật rồi của châu Âu, mà lại có chữ Made in Việt Nam. Ok không? Cái này mình giải thích rất là nhiều rồi, nhưng mà cứ phải lặp đi lặp lại để mà cho các bạn nào mới chưa hiểu á. Ok, chiếc đầu tiên, mất thời gian giải thích này nọ hơi nhiều chút xíu. Bắt đầu từ chiếc thứ hai, chúng ta tăng tốc ha. Ok, cái part này nó hơi cũ cũ xíu nha các bạn, bởi vì cũng đã được chừng ở trong My Kingdom khá là lâu. Hôm nay mình mới có dịp hút về. Chúng ta có mẫu 1430 Audi R8, một trong những mẫu xe ước mơ tuổi thơ của mình luôn. Thì các bạn hồi đó không biết sao mình rất là thích cái mẫu này. Những chiếc Audi R8 này ở ngoài đời có thể đạt tới vận tốc 313 km/h và tăng tốc từ 0 lên 100 trong vòng khoảng 3.5 giây. Và cũng thêm một phân phát cho các bạn, thì đây là cái mẫu xe mà đã được Tony Stark, Iron Man ở trong phim mà sử dụng á. Và thật là nguyên một cái dàn xe là đều được hãng Audi tài trợ cho đoàn làm phim luôn các bạn. Chỉ có điều là xe trong phim thì của Tony Stark có màu trắng thôi. Đấy. Cái chi tiết mà làm cho mình hút nhất á, nó là cái sọc ở chỗ này. Đó. Signature của mẫu R8 này luôn. Chúng ta có logo của Audi ở đây. Rồi một cái dàn đèn trước, có những cái chi tiết metallic bạc rất đẹp. Cửa hai bên có thể, yes, mở ra được nhé. Nội thất bên trong thì hoàn toàn là trắng. Phần cửa trong suốt sau thì các bạn sẽ thấy được cả nguyên một cái dàn động cơ, cũng được sơn những cái chi tiết màu bạc metallic bên trong. Về phần bánh xe thì toàn nhìn cũng sẽ giống như là những cái mẫu khác của Siku, tuy nhiên thì nó có một cái đặc biệt mà mình mới phát hiện ra, đó là các bạn sẽ không có thể gỡ được cái phần vỏ cao su này ra, nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể cậy cái mâm xe ra được các bạn. Đây. Mình nghĩ đây là một cái sự cố tình, bởi vì hãng Siku mình biết là họ có một số những cái playset giống như là trạm kỹ thuật, trạm sửa xe gì đó, họ có những cái chỗ mà feature để mà thay bánh xe rồi thay mâm xe vân vân. Thì biết đâu đây là một cái chức năng để mà cái mẫu này nó có thể chơi được ở trong những cái playset đó. Okay, gắn lại dễ dàng. Tiếp theo chúng ta có một mẫu anh em ruột. Anh em ruột chứ anh em ruột là gì trời? Của Audi R8. Mẫu 1316 Audi R8 Spider. Hay, chúng ta có một phiên bản mùi trần của Audi Spider. Tông màu đỏ tươi hơn lại hồi nãy, vì là cùng chung một gia đình mà các bạn, chỉ khác chữ Spider thôi. Cho nên các bạn có thể dễ dàng nhận ra là cái phần đầu nó y chang nhau, khác cái phần này. Cái phần bên hông á, nó không có cái chi tiết sọc signature kia. Cũng có thể tại vì là cái phiên bản này nó là mùi trần ha. Viền của kính chắn gió màu metallic bạc, chi tiết phần đuôi sau rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất thích. Tuy nhiên thì phần cửa sẽ không có mở được nha các bạn, nó cố định. Mặc dù là trông cũng rất là ngầu, nhưng mà theo mình thì mình vẫn thích cái mẫu RA này hơn. Không phải là cụ thể cái màu đỏ này, bởi vì mình không kiếm thấy màu trắng cho nên đỡ. Tiếp theo chúng ta có một cái mẫu xe mà phải gọi là huyền thoại. À không, đúng hơn là cái hãng xe nó huyền thoại trong làng siêu xe. Pack mang số 1318 Lamborghini Murcielago Roadster. Mình giữ cái pack có tem của Lamborghini luôn các bạn. Đó, chúng ta có một chú bò xanh các bạn à. Rất đẹp. Đại vậy mà còn là phiên bản mui trần nữa nha. Một mẫu xe có thể đạt vận tốc tối đa lên 331 km/h, tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ khoảng 3.4 giây. Và chắc cũng không cần phải diễn tả quá nhiều về cái thiết kế của cái dòng Lamborghini. Bạn có thể thấy kiểu nó rất là đặc trưng luôn á. Thiết kế gầm xe thấp, rồi cả một cái chiều cao xe nó rất là kiểu mỏng luôn. Rồi phần hood xe có một cái thiết kế signature đặc trưng. Mẫu Siku này thì cũng không có thể mở cửa được, cố định. Cái phần đèn sau rất là đẹp nè, bằng nhựa trong suốt, trông khá thật ha. Bánh xe trước có một cái thiết kế nó mỏng hơn về cái độ dài so với bánh xe sau. Dòng xe Lamborghini Murcielago này ở ngoài đời thực sự là một cái phiên bản limited edition nha các bạn. Bởi vì hãng xe đã ngưng sản xuất cái dòng này vào năm 2010, với chỉ vỏn vẹn đâu đó khoảng chừng 4.100 chiếc ở trên toàn thế giới thôi. Nó là siêu xe mà các bạn, nhưng nó siêu mắc luôn, đâu phải ai cũng có tiền mua. Chú bò Lamborghini thứ hai trong tập này, đó là mẫu 1449 Lamborghini Aventador LP704. Chính xác thì cái em Lamborghini màu cam này nè, chúng ta cũng đã có một cái phiên bản to hơn, nhưng mà từ một cái hãng khác các bạn ơi. Còn đây là của Siku, phiên bản mini như thế này. Wow, đầu tiên rất là thích cái phần chi tiết vỏ xe và mâm bánh xe này các bạn. Hoàn toàn là một màu đen tuyền thôi, nhưng mà kiểu trông nó rất là gọn và nó chắc chắn á các bạn.
hình như là đây là một cái loại chúng ta có thể gỡ cái vỏ ra được nha. À no nha, cái mẫu này là chúng ta không gỡ ra được cái vỏ. À, nó cũng là vỏ cao su nhưng mà có vẻ là được gắn rất là cứng. Xong rồi cũng không có cậy được cái mẫu bánh xe luôn. Nói chung là em nói là đừng có đụng tới tôi, tôi không có gỡ ra được đâu. Nhưng mà phải nói các bạn ơi, em này rất là đẹp luôn. Hoàn thiện đẹp nhất từ này thì giờ mình thấy luôn ấy. Rồi cái phần chi tiết kính sau nhiều tầng nè. Đó. Nhìn kỹ vô bên trong thì các bạn sẽ thấy là những cái đường khung của cái động cơ. Ngay cái phần cửa sổ thì rất là mỏng dánh luôn. Ta chỉ có thể nhìn lén lén vào bên trong. Rồi và ở ngoài là thì em này có thể đạt tới vận tốc 350 km/h. Phải gọi là không biết chạy gì mà tới cỡ đó luôn ấy. Rồi tăng tốc từ đang ngủ lên 100 km/h chỉ trong vòng có vỏn vẹn 2 giây thôi. Nữa. Ê, hôm nay tôi bị cái gì 2 giây là cái gì ta? 2.9 giây. Xin lỗi các bạn, hôm nay tốc độ não của mình không bắt kịp với tập tốc độ miệng. Thêm một mẫu xe nữa cũng đến từ Lamborghini. Mẫu xe được tease và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013. Một mẫu xe được sản xuất để ăn mừng kỷ niệm 50 năm của hãng Lamborghini. Phát có số 1485, Lamborghini Veneno. La la, các bạn thấy cái mẫu này như thế nào? Đúng là cái phần mái xe của Lamborghini rồi, nhưng mà nó có một cái cảm giác kiểu cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ robot rồi tương lai này nọ các bạn. Đó, quá ngầu luôn. Cái mẫu cụ thể của CQ này thì nó có một cái màu xám bạc metallic ha, rất đẹp. Trong nội thất thì là màu đen. Rất nhiều những cái chi tiết góc cạnh mạnh mẽ ở cái phần hood xe, rồi ở bên hông nè, thấy không? Nó được cắt vào rồi bẻ ra, các thứ nói chung là tuyệt vời ông mà rơi. Thì ngoài một số những cái thông tin về tốc độ, ví dụ như là em này có thể đạt được 359 km/h, tốc độ tối đa chạy ở ngoài đời, thì thêm một số những cái thông tin cực kỳ thú vị nữa, đó là em này chỉ có được sản xuất 13 chiếc trên toàn thế giới thôi các bạn. Chỉ có 13 ông tỷ phú sở hữu em này trên thế giới thôi. Ông khoai tây là người thứ 14. Nhưng mà mô hình thôi nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá chào bán của em này thôi, chưa tính thuế thôi, nó đã là rơi vào khoảng 4 triệu đô la rồi. Mình có thể tưởng tượng được nếu mà em này về Việt Nam á, sau các loại thuế như là 200%, rồi vận chuyển các thể loại, nó có thể dễ dàng lên tới đâu đó tầm 10 triệu đô. Rơi vào khoảng 230 mấy tỷ Việt Nam đồng. Ai chơi, chứ tôi không chơi nha. Chân cho đẹp thôi. Tiếp theo chúng ta đến với một mẫu xe, có thể là tên gọi thì nó không có phổ biến ở Việt Nam, mà số part là 3120, Wiseman Roadster MF5. Đó, nghe cái tên là thấy cái hãng cũng là lạ ha các bạn ha. Dù như bạn nào mà không có đam mê xe lắm á. Nhìn sơ thì các bạn có thể thấy là cái dòng xe này nó mang một cái thiết kế cổ điển, hoài cổ, kiểu retro một tí các bạn. Thấy rõ nhất là ở những cái đường cong ngay cái chân của cái chỗ phần hood này ha, hai bên hông này nè đó. Rồi cái phần đầu xe nó được bo tròn kiểu vậy nè. Đó. Phần đuôi xe cũng vậy. Đó. Các bạn nhìn thấy nó giống như là ổn mì vậy đó. Thiết kế nội thất ở bên trong màu đỏ, mùi trần, mà bánh xe cũng rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì các bạn đừng để cho cái vẻ bề ngoài hoài cổ của cái dòng xe này nó đánh lừa. Bởi vì top speed, tốc độ tối đa của dòng xe này có thể lên đến 311 km/h. Tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3,9 giây. Yeah, không hề kém cạnh một số mẫu của Lamborghini hoặc là cả Ferrari nữa nha các bạn. Chế nhìn hiền hiền Whistop vậy thôi chứ chạy cũng bốc lắm nha. Về hoàn thiện của mẫu mô hình cụ thể này thì mình cũng khá là thích ha. Đặc biệt là với cái tông màu trắng và đỏ như thế này. Tiếp luôn chúng ta sẽ đến với combo của 3 mẫu xe. Đến từ hãng Porsche, hoặc là đọc đúng hơn là Porsche. Chúng ta có 1337 Porsche 911 Turbo Cabrio, 1523 Porsche 911 Turbo S Cabriolet phiên bản mui trần convertible và 1475 Porsche 918 Spider. Nếu có để ý thì các bạn sẽ biết là hãng Porsche rất là thích tài trợ những cái MV của những ca sĩ nổi tiếng trên thế giới ha. Những ca sĩ nhạc rap hoặc là những cái dòng hip hop R&B này nọ. Và gần đây nhất thì cũng có một cái project kết hợp với ca sĩ Min với lại Trọng Hiếu ấy, cho ra một cái MV tại thị trường Việt Nam. Alright, đây là mẫu Porsche 911 Cabrio. Có một cái màu bạc metallic rất là sáng các bạn. Kiểu khi mà ánh đèn chiếu vào ha, rất là đẹp. Phần logo tí hon của Porsche nhưng mà vẫn đầy đủ chi tiết. Rồi thiết kế của hai cái phần đèn trước, mình không biết cái phần này nó gọi là cái gì nhưng mà kiểu nó cũng khá là đặc trưng của Porsche. Còn đây là bản Turbo S của 911.
có một màu xanh, xanh khó tả các bạn. Mình cũng thực sự là không biết là gọi là xanh gì. Wow, nhưng mà cái mẫu mô hình này có cái phần thiết kế đèn rất đẹp nha các bạn ơi. Nó là nguyên một cái pack trong suốt á, nhưng mà nó có chiều sâu ha. Thích nhất cái cặp đèn này từ nãy giờ trong các mẫu luôn. Thì mẫu 911 này có thể đạt tới vận tốc là 310 km/h. Còn mẫu 911 Turbo S 330 km/h. Toàn là thú dữ không à. Còn đây chúng ta có mẫu 918 Spider. Phần headlight cũng rất là đẹp luôn. Cũng là pack trong suốt luôn, có chiều sâu luôn. Khác với hai người anh em 911 thì em này chỉ có hai chỗ ngồi và chừa chỗ cho cả một cái phần động cơ, không thể nào ngầu hơn được nữa ở đây. Cái màu sơn bạc của em này các bạn nhìn kỹ thì nó sẽ có kiểu là nó những cái chi tiết nó nhuyễn ấy, chứ nó không kiểu láng bóng như là cái em 911 này ha. Và nếu như ba em này được đặt lên một cái đường đua thẳng và cạnh tranh về top speed thì em Spider này ăn chắc với vận tốc tối đa có thể lên đến 345 km/h. Tăng cái tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,6 giây mà thôi. Tự nhiên thì cái đó cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Đôi khi thì người chơi xe hoặc là những đại gia người ta mua xe cũng không hẳn là vì tốc độ top speed không thôi các bạn, mà còn về cái gu nữa. Đấy. Từ nãy tới giờ thì chúng ta cũng nói về top speed, tốc độ tối đa của một xe có thể đạt được. Nào là 310 mấy km/h, 350, 320, 345 km/h. Thì có lẽ là hai anh em của gia đình Bugatti đang cười khúc khích nha các bạn. Giới thiệu với các bạn luôn, 1353 Bugatti Veyron Grand Sport và 1508 Bugatti Chiron. Thiết kế với những đường cong mềm mại, tinh tế và cũng có thể diễn tả theo một cách gì đó rất là Woodstock và sang chảnh, đồng thời ẩn chứa bên trong là những con quái vật có thể đạt đến vận tốc tối đa trên 400 km/h. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, 400 km/h, ta nói là tốc độ thiên đàng luôn nha. Đây là bé Bugatti Anh, Bugatti Veyron, có một cái thiết kế của màu bạc metallic và điểm nhấn xanh ở hai bên. Đấy. Một cái hốc gió hình móng ngựa đằng trước rất là kinh điển của Bugatti. Cái mẫu cụ thể ở đây cũng là mẫu convertible mùa trần. Ở đằng sau để lộ ra những cái chi tiết về động cơ rất là hầm hố. Đây là một trong những cái mẫu xe mà gọi là đẹp không góc chết nha mọi người. Và trên lý thuyết thì ở ngoài đời em này có thể đạt đến vận tốc là 407 km/h. Một trong những siêu xe của xe siêu. Còn đây là người em kế nhiệm Bugatti Chiron. Mang tiếng là em bởi vì ra đời sau, nhưng mà trang bị những cái công nghệ cực kỳ khủng và có thể dễ dàng bỏ xa người anh của mình ở trên đường đua. Cụ thể luôn thì ở trên lý thuyết á, em này có thể đạt đến vận tốc là 420 km/h. Tuy nhiên trong một lần chạy thử nghiệm có kiểm soát và với một phiên bản độ của Bugatti Chiron thì một tay đua chuyên nghiệp Andy Wallace đã đưa Bugatti Chiron đạt đến 490 km/h. Nếu như các bạn không tin thì hoàn toàn có thể search ở trên YouTube Bugatti Chiron phá kỷ lục hay là break record gì đó, sẽ kiếm thấy cái clip đó ha, kinh khủng lắm. Với lại cái này thì mình cũng không có rành lắm, nhưng mà hình như là một số nước á, họ có quy định về những cái chiếc xe thương mại như vậy nào có thể chạy trên đường phố và chỉ cho phép là top speed đạt tới bao nhiêu đó thôi. Cho nên là những em Bugatti này hình như thôi nha, mình không nhớ rõ lắm, là bị cấm ở một số những cái thành phố hoặc là cái nước nào nha các bạn, nơi mà người ta giới hạn tốc độ top speed của xe đấy. Mình nhớ máng máng đâu đó là mình đọc là như vậy, nhưng mà không chắc là có chính xác hay không. Bạn nào có biết rõ thì comment ở bên dưới ha. Tiếp theo chúng ta có một mẫu xe xanh lá cây. Hơi kém siêu xe hơn chút xíu so với Lamborghini, nhưng mà nói chung là cũng là xe đắt tiền nha các bạn. Chúng ta có mẫu Dodge Challenger SRT Hellcat, có thể vít lên với vận tốc 320 km/h. Một trong những dòng xe cơ bắp kinh điển của nước Mỹ. Hay, cửa có thể mở được ha. Không hiểu sao nha các bạn, mặc dù là cùng kích thước ha, nhưng mà mình cảm giác như là cái em Dodge Challenger này nó có hơi nặng, hơi nhỉnh hơn một chút xíu so với những em kia. Rồi những cái hoàn thiện, những cái góc cạnh này nè, kiểu là nó cũng sạch hơn á, nó clean hơn. Hoặc cũng có thể tại vì cái màu tông xanh lá mạ như thế này, trông nó dịu mắt ấy. Rồi phần bánh xe và vỏ xe thì cũng không có gì để nói rồi, cũng tương tự như em kia, rất là chất lượng. Có một điểm hơi đặc biệt của cái mẫu xe này á, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái móc ở đây, ở đằng sau.
Và mình để ý là một số những cái mẫu có và một số những cái mẫu không nha. Đây nè, cái mẫu này hình như cũng có nè, có cái móc đằng sau ha. Có thể đây là những cái mẫu xe nằm ở trong một cái series nào đó của Siku, thì có thể để nối với lại những cái mẫu trailer ở đằng sau hay sao để kéo đi. Tiếp theo, chúng ta có một cái mẫu xe này nhìn cũng rất là thú vị luôn, bởi vì siêu hầm hố. Giới thiệu với các bạn, Gumpert Apollo 2009. Alright, đây là một mẫu xe tàn hình nha các bạn. Tàn hình là bởi vì cái màu xanh của nó xém tàn hình như là cái màu bàn của Toy Station. Ok, thu hút qua sự chú ý là ngay cái cửa này đó các bạn. Đó, một cái cửa mở theo kiểu cánh bướm, chứ không phải là mở ngang như là những cái kiểu bình thường. Rồi, một thiết kế gầm sát đất, một cái cản gió spoiler ở đằng sau rất là to, và thiết kế của phần đèn xe, những chi tiết đuôi xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nói chung là mặc dù em này kiểu rất là hầm hố, rất là sức mạnh kiểu cọ này nọ, nhưng mà không hiểu nữa, nó không phải là cái gu của mình các bạn. Cái gu của mình vẫn là em RA này nè, hoặc là em Bugatti này. Mình thích những cái đường cong mềm mại và tao nhã hơn. Em này ở ngoài đời cũng có thể đạt đến 360 km/h nha. Tiếp luôn, chúng ta có một cái dòng xe có thiết kế và cái tên nó dễ thương hơn xíu. 1454 Mini Countryman, người đàn ông miền quê. Không ai dịch vậy luôn á các bạn, thề với các bạn luôn. Rồi, đây là một mẫu đến từ hãng xe Mini. Có thể là các bạn đã biết rồi, đây là một mẫu xe. Thì đây là một thương hiệu con của thương hiệu BMW. Mà cái mẫu xe phổ biến nhất có thể là các bạn sẽ nghe ở thị trường Việt Nam nhiều hơn, đó là Mini Cooper. À không, nó là Mini Cooper đó các bạn. Cái tên đầy đủ là Mini Cooper phiên bản Countryman. Thì một cái tên khiêm tốn cho một dòng xe kiểu là cũng rất là thương mại và phù hợp với gia đình, chứ không phải là đem ra để mà đua hay là gì đâu các bạn. Và có vẻ như là nó cũng hơi out concept ngày hôm nay ha. Cũng không hiểu sao là mình lại bóc em này. Có thể là mình nhìn lộn. Nhưng mà lỡ rồi. Có 4 cửa ha. Thì, nhưng mà chỉ có mở được 2 cửa trước thôi. Đấy. Có một số mẫu Siku thì mình biết là mở được luôn cái cửa sau này, nhưng mà mẫu này thì không mở được. Đây là một mẫu xe 5 cửa nha các bạn. 2 cửa hai bên và một cửa mình để đồ ở đằng sau nè. Và là do là một mẫu xe nhã nhặn, dễ thương, hơi lạc đề, cho nên là chỉ có 190 km/h tối đa thôi. Dùng mà để đi siêu thị thôi mà. À, cho em nó đậu riêng bãi bên đây đi. Thôi đậu giữa các anh lớn đây bị khớp. À đây, mình kiếm thấy hàng xóm của Mini Cooper. Hai em này nó sẽ không bị cô đơn. Đây là mẫu The Beetle, đến từ hãng Volkswagen. Cái hãng mà các bạn thấy nó có cái logo giống vậy nè. Giống như là hai chữ V ha, hoặc là một chữ W. Mình vẫn còn nhớ thời xưa, cái thời mà mình còn nhỏ, ở trên đường phố Sài Gòn có những chiếc The Beetle cổ điển nha, mà mình hay gọi là xe con cóc ấy. À, nó chạy trên đường. Và hồi đó thì mình không có biết hãng này hay hãng nọ, mình chỉ biết là người ta gọi xe con cóc và nhìn nó giống con cóc thật các bạn. Đấy, mãi sau này lớn lên rồi mới biết là của hãng Volkswagen và cái dòng là The Beetle. Tới thời hiện đại thì cái dòng xe này nó cũng đã trở nên hại điện hơn, với những cái thiết kế nói chung là hợp thời hơn các bạn. Chứ không còn như hồi xưa nữa. Và vẫn đang được mệnh danh là xe quốc dân của bên Đức. Và cũng giống như là em Mini Cooper Countryman thôi, em này chỉ có thể đạt lên được khoảng chừng 180 km/h. Và từ 0 lên tới 100 km/h chỉ mất có 9 giây thôi các bạn. Yeah, đợi mòn mỏi luôn mới lên 100 km/h. Đó, cho hai em này đậu vô đây, nó mới không bị cô đơn các bạn. Và còn lại thì chúng ta sẽ còn hai gia đình nữa. Đây, gia đình Mercedes với mẫu Mercedes 300 SL và mẫu 1445 Mercedes-Benz SLS AMG. Gia đình cuối cùng với 1507 Bentley GT V8 Convertible và 1483 Bentley Continental GT V8. Ở bên trái có màu trái nho, chúng ta có một mẫu xe đời đầu của dòng Bentley Continental. Người anh em kế bên là phiên bản mui trần convertible. Cả hai phiên bản này thì đều có tốc độ top speed trên lý thuyết là khoảng chừng 310 km/h. Nhưng mà phiên bản mui trần này hình như là nó có một cái tốc độ nhỉnh hơn chút xíu các bạn, kiểu là trên đường test ấy. Và theo ý kiến riêng của mình thì mình thấy cái phiên bản có mui đẹp hơn. Kiểu mui trần nó làm mất đi cái đường cong ngay cái trên cái phần này nè. Diễn tả sao ta? Giống như là nói chung là xấu hơn ấy. Với lại cái mẫu này thì Siku làm mà là có mở cửa được ha. Đấy. Ê, nhưng mà cái cửa này nó mở không có được nhiều các bạn, vì hình như cái cửa này nó dài quá.
nhưng mà có mở được. Còn mẫu mùi trần này là không mở được luôn. Và hai mẫu cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta có gia đình Mercedes với sự hội ngộ của thế hệ cha ông đi trước và thế hệ trẻ bây giờ. Mercedes-Benz 300 SL, đây là một mẫu cổ điển nha các bạn. Tuy là ra đời từ những năm rất đầu tiên rồi, năm 1954. Nhưng mà những nhà thiết kế cũng đã có một cái nhìn gọi là về cái mẫu cửa xe khác người này các bạn. Đó. Mở lên vậy ha, cánh bướm, cánh chim gì đấy. Nó cũng là cái format và cái tiền đề cho cái mẫu SLS AMG này. Chung là hai ông cháu mà các bạn. Đấy. Tức là chỉ có thể đạt lên được tốc độ tối đa là 260 km/h. Nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, thời đó năm 1950 mấy thì cái tốc độ này nó chính là tốc độ kỷ lục rồi. Đáng được ghi nhận như là một huyền thoại. Đời cháu thì dễ dàng vượt qua 317 km/h luôn. Ok, và toàn bộ cái xe này thì nó có một cái màu bạc hoặc là màu chrome bóng loáng. Vâng, thưa các bạn, và các bạn vừa xem xong một video cập nhật bộ sưu tập mới về siêu xe của hãng Siku ở trên kênh Toy Station. Hy vọng là các bạn đã thấy phần nào đó video này thú vị. Đặc biệt là những bạn nào đã và đang sưu tập dòng đồ chơi Siku. Các bạn đã có hết những mẫu này chưa? Hay là đã có những mẫu nào? Còn thiếu những mẫu nào? Và quan trọng nhất là các bạn thấy thích mẫu nào nhất? Hãy comment ở bên dưới cho anh Khuê Tài được biết với. Cũng xin nhắc lại một lần nữa, dành cho những bạn nào quan tâm tới những sản phẩm chính hãng của Siku thì các bạn có thể kiếm thấy tại các cửa hàng của My Kingdom ở trên toàn quốc ha. Như thường lệ thì nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Khuê Tài một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khuê Tài sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau với chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.